Xin chào mọi người nhé. Thì mấy hôm nay mình đang gặp cái hiện tượng là TV mình là không bắt được các kênh VTV do đài phát nha các bạn nhé. Các bạn nhìn này, các cái kênh này không bắt được này. Kênh VTV của mình gần như là không bắt được. Thì các bạn nhìn này, không, nó đè là không tín hiệu nhé. Các bạn thay vào thì thay anten nó vẫn không được, nó vẫn không có tín hiệu. Đấy, bạn thấy chưa? Thì để giải quyết cái vấn đề này thì bây giờ mình sẽ tiến hành này. Đầu tiên là các bạn tiến hành cắm cho mình cái anten vào nhé. Thay cho mình một cái anten khác vào nhé. Cắm anten, các bạn kiểm tra cho mình cái anten phải thật tốt. Nếu như nhà bạn nào anten đã tốt rồi thì các bạn cứ thế cắm vào thôi. Các bạn này nó không tín hiệu này. Đấy, thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình dò. Trên điều khiển này xa nhé, các bạn tiến hành tìm cho mình nút menu. Đây, để mình tạm thời dừng lại. Đây nha các bạn nhé, các bạn bấm nút menu cho mình này. Đấy, các bạn bấm vào đây. Khi các bạn bấm menu, màn hình nó sẽ hiện lên như thế này. Sau các bạn tiến hành sang bên tay phải nhé, tức là sang về bên này này, sang bên này. Đấy, bây giờ đang ở cái này ở hình ảnh này, bạn ấn sang lần nữa sang ô tìm kiếm kênh này. Sau các bạn tiến hành, các bạn ấn nút xuống này, xuống, các bạn nhìn thấy tìm tự động tìm kiếm không? Sau các bạn ấn nút OK. Đấy, các bạn đợi nhá, các bạn đợi để cho nó load kênh. Sau khi dò xong thì mình sẽ được đầy đủ các kênh. Đây các bạn chờ đợi nhá, các bạn nhìn này. Hai hôm nay mình đi làm rất nhiều nhà rồi, toàn là bị mất kênh thôi. Người ta cứ tưởng là hỏng anten nhưng không phải nhá. Mà cái này là hiện tượng này là do đài phát nha các bạn nhé. Do đài phát chứ không phải do anten đâu. Đấy, rất nhiều luôn. Mình làm hôm mình đi tận 8-9 giờ mới về, vẫn còn người ta gọi. Đấy, mình sẽ làm clip này để các bạn khắc phục cái sự cố này. Đầu kia số bây giờ thì bị, đấy các bạn thấy không, bắt được VTV này. Đấy, mới đầu là các kênh VTV này bắt được nhưng mà không có kênh, tức là các cái kênh cũ ở đấy lưu đấy là không chạy nữa, bởi nó đổi tần số rồi, các bạn phải dò lại. Đấy, bạn thấy không, đây nha các bạn đợi cho nó load hết cái này này, load rồi các bạn nhìn thấy không, chấm 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 nó load hết này. Khi nó load hết các thứ thì bắt đầu chúng ta sẽ tự động dừng lại. Đây các bạn thấy không, được hơn 50 kênh rồi kìa. Đấy các bạn thấy không, được hơn 60 kênh rồi kìa. Trong này sẽ có một số kênh không bắt được nhé. Các kênh mà có ký hiệu màu vàng vàng này sẽ không bắt được. Bây giờ nó đang được 160 kênh rồi. Thì 160 kênh này, nhưng mà nó chuẩn ra nó chỉ được tầm khoảng độ hơn 60 kênh là bắt được thôi nha các bạn nhé. Thì trong hơn 60 kênh đấy thì các bạn khi mà các bạn dò ấy, thì yêu cầu là anten của mình phải tốt nhé. Hoặc là các bạn đừng có đụng chạm đến anten, nếu như đang trước đó nó vẫn đang chạy tốt thì các bạn đừng đụng gì anten. Các bạn tiến hành, các bạn dò lại trước, nếu mà không được thì các bạn mới tiến hành thay anten nhé. Nếu mà các bạn thay anten nó vẫn không chạy được ấy, thì các bạn tiến hành mang cái đầu, mang ra một cái nhà mới, nhà khác đang chạy tốt, có cái anten đang chạy tốt, các bạn cắm vào dò nhờ. Và khi các bạn dò được rồi thì bạn về với chị, các bạn chỉ việc quay anten thôi, đặt đúng các cái kênh các bạn bắt được. Ví dụ như VTV1 chẳng hạn, thì các bạn quay, các bạn để im kênh VTV1 đấy, cắm anten vào và quay, thì khi nào bắt được thì thôi. Còn tránh trường hợp mà các bạn không biết là nó hỏng anten hay hỏng đầu, rất là mệt. Đây các bạn thấy không? Đó, như vậy là đã được rồi này. Bây giờ mình sẽ mở VTV1 cho các bạn xem nhé. Các bạn thấy không? Đây, các cái kênh mà có màu vàng này là sẽ không bắt được này các bạn này. Đấy, đâm ra các bạn phải chọn những cái kênh nào mà nó không có cái màu vàng này nhé, không có cái biểu hiện kia thì mới bắt được.
Do cái dạo này đang bị mất VTV1 nên ra mình sẽ tìm kênh VTV1 mở cho bạn xem. Thấy các kênh mà có cái biểu tượng cái nút màu vàng vàng kia, cam cam kia là không bắt được nhé. Đây kênh hơn 8 mấy này. Đây các kênh này bắt được. Các bạn thấy không? Đây là VTC, chuẩn bị đây VTV này. Các kênh VTV1 nhưng mà R2 nhưng mà nó màu vàng này cũng không bắt được này. Đây các bạn xuống dưới kênh dưới này thì nó lại chạy bình thường này. Các bạn thấy không? Đấy. Chúc các bạn là làm thành công nhé.